Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, trong năm 2015, Hà Nội sẽ thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại 30 quận huyện. Sẽ có 502 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diện rộng được thực hiện trong năm nay. Cùng với đó là nhiều chiến dịch do thành phố tổ chức tại các xã, phường, thị trấn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội tương đối ổn định, ghi nhận 104 trường hợp sốt xuất huyết. Các ca bệnh này thường mắc rải rác ở các địa phương, không tập trung thành ổ dịch và không có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên năm nay, được dự báo là theo chu kỳ dịch sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp nên Hà Nội cũng đứng trước nguy cơ bùng phát dịch. Phòng chống chủ động mũi sốt huyết thì người ta phải diệt được bọ gậy. Và diệt bọ gậy thì nó phải tùy thuộc vào cái ý thức người dân. Thế nhưng trong thực tế thì một số các hộ gia đình cũng chưa phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong cái biện pháp này. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng cần phải tăng cường tuyên truyền hơn nữa và người dân cũng phải xác định được là cái việc dự phòng bệnh là không những là của ngành y tế nhưng mà phải của chính mình, của gia đình mình và của cộng đồng. Các yếu tố nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội chưa được giải quyết triệt để hiện nay như thiếu nước sạch, tình hình trữ nước, tình trạng thuê trọ tại các khu vực nội thành, các công trình xây dựng dang dở. Nhất là thời điểm từ tháng 4 đến tháng 10, thời tiết vào mùa mưa nên muỗi sẽ phát triển. Trong khi đó, nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường, loại trừ các ổ loang quăng còn thấp là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và bệnh sốt xuất huyết lan rộng. Tổ chức tập huấn cho cán bộ về các biện pháp giám sát xử lý dịch cũng như là chuẩn bị sẵn sàng các cái phương tiện, hóa chất, thuốc men và máy móc để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Từ đầu năm đến nay đã có 10 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Theo chu kỳ dịch tễ, năm 2015, sốt xuất huyết có nguy cơ cao bùng phát thành dịch. Do vậy, các biện pháp phòng chống phù hợp có thể tránh được việc mất kiểm soát của ngành y tế nếu dịch sốt xuất huyết xảy ra.